Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 3 tháng 9 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Thành ủy Đồng Hới trao huy hiệu Đảng cho 201 đảng viên. Quảng Bình chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018. Trang bị kỹ năng chống đuối nước cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, Thành ủy Đồng Hới vừa phối hợp với các đảng bộ trực thuộc tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 201 đảng viên trong toàn đảng bộ. Đợt này, Đảng bộ thành phố Đồng Hới có 15 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, một đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, ba đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm, 77 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm và 97 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại lễ trao tặng huy hiệu Đảng, lãnh đạo Thành ủy Đồng Hới bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đảng viên và mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tính tiên phong gương mẫu, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Hôm qua ngày 2 tháng 9, xã Cảnh Hòa, huyện Quảng Trạch đã tổ chức lễ phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Cảnh Hòa tập 1 giai đoạn 1930-2000 và đón nhận danh hiệu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2017. Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Cảnh Hòa tập 1 có 5 phần 8 chương, giới thiệu quê hương, vùng đất, con người, các phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Cảnh Hòa trước và sau cách mạng tháng 8, sự ra đời của tổ chức đảng lãnh đạo nhân dân tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chặng đường Đảng bộ xã Cảnh Hòa lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Đảng bộ Cảnh Hòa lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết quê hương, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Sự ra đời của cuốn lịch sử Đảng bộ xã Cảnh Hòa là dịp để cán bộ và nhân dân trong xã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, qua đó khơi dậy niềm tự hào, giáo dục thế hệ trẻ tiếp bước cha ông, ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, xây dựng quê hương đất nước. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch cũng đã trao tặng danh hiệu đơn vị văn hóa cho cơ quan Ủy ban nhân dân xã Cảnh Hòa. Ủy ban nhân dân xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa cũng vừa tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh đền thờ lãnh binh Mai Lường. Lãnh binh Mai Lường sinh năm 1838, mất năm 1890, là người làng Thọ Linh, xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, nay là thị xã Ba Đồn. Năm 1885, hưởng ứng triều Cần Vương, lãnh binh Mai Lường đã chiêu mộ dân binh nghĩa dũng tập hợp lực lượng kháng chiến chống thực dân Pháp. Địa bàn hoạt động trải dài từ Tuyên Hóa, Bố Trạch đến Quảng Trạch, căn cứ đóng tại vùng rừng núi thuộc xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa hiện nay. Ông mất năm 1890 tại căn cứ trại binh. Để tưởng nhớ ông, người dân Cao Mài đã lập một đền thờ. Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đền thờ lãnh binh Mai Lường, khẳng định công lao vai trò của ông trong phong trào Cần Vương. Hiện nay, cùng với chùa Lèn Bụt, đền thờ lãnh binh Mai Lường là hai di tích ở Cao Quảng được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 9, chặng thứ 5 đua cá nhân tỉnh giờ giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018 sẽ được tổ chức tại thành phố Đồng Hới và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Quảng Bình phối hợp tổ chức giải đua lớn có quy mô quốc tế. Trước khi giải đấu diễn ra, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã phỏng vấn ông Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình về công tác chuẩn bị giải. Thưa ông, giải đua xe đạp VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018 là giải đấu có quy mô quốc tế với hành trình xuyên Việt. Vậy tại sao thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình lại vinh dự được chọn để tổ chức chặng đua cá nhân kính giờ ạ? Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup năm 2018 là giải đua có quy mô quốc tế, thu hút nhiều vận động viên hàng đầu trong và ngoài nước tham gia. Ngoài ý nghĩa về mặt chuyên môn thì cuộc đua còn nhằm mục đích là quảng bá về hình ảnh và đất nước con người Việt Nam. Quảng Bình chúng ta là một trong những địa phương có tài nguyên du lịch hàng đầu Việt Nam, với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp và nhiều địa danh nổi tiếng. Đặc biệt bãi biển Nhật Lệ, sóng Nhật Lệ là một trong những 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Vì vậy mà trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao thì ban tổ chức cuộc đua đã quyết định tổ chức riêng một chặng đua cá nhân tính giờ tại thành phố Đồng Hới, cụ thể là dọc bờ sông Nhật Lệ
để cũng là quảng bá cho cuộc đua cũng như là giới thiệu hình ảnh về thành phố Đồng Hới, về sông Nhật Lệ đến khán giả trong và ngoài nước. Vậy ở chặng đua thứ 5 cá nhân tính giờ được tổ chức tại thành phố Đồng Hới, đoàn đua sẽ đi qua các lộ trình đường đua như thế nào? Chặng đua cá nhân tính giờ sẽ diễn ra từ 8 đến 10 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2018 với lộ trình là xuất phát tại tượng đài Mẹ Suốt và hành trình đi qua các tuyến đường Quách Chân Kỳ, Nguyễn Du, Trương Pháp đến khách sạn Việt Lào, sẽ quay lại và về đích được khách sạn Cosco Nhật Lệ. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 9 năm 2018, ban tổ chức cuộc đua sẽ tổ chức diễu hành bằng mô tô 6 vòng xung quanh thành phố Đồng Hới để quảng bá cho cái chặng đua này. Khán giả thành phố Đồng Hới sẽ được xem và cổ vũ trực tiếp. Khán giả các nơi trong tỉnh và cả nước sẽ được cổ vũ cho chặng đua và đặc biệt là chứng kiến những cái cảnh đẹp của sông Nhật Lệ, của thành phố Đồng Hới trên kênh VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Vậy thưa ông, hiện nay Sở Văn hóa và Thể thao đã chuẩn bị như thế nào cho giải được diễn ra thành công? Ngoài việc đón và tiễn đoàn đua theo lộ trình đã định, thì điều đặc biệt của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup năm nay đó là tổ chức riêng một cái chặng đua cá nhân tính giờ tại thành phố Đồng Hới. Vì vậy mà công tác chuẩn bị cho cuộc đua phải được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, thì Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ban tổ chức địa phương. Vấn đề đặt ra đối với một cuộc đua xe đạp mà đặc biệt là cuộc đua xe đạp quốc tế đó là vấn đề đảm bảo an toàn. Vì vậy mà công an tỉnh, Sở Giao thông và Vận tải đã có các cái phương án kế hoạch cụ thể để đảm bảo an toàn cho cuộc đua trên suốt chặng đường mà đoàn đua đi qua từ Đèo Ngang đến Hà Cơ và đặc biệt là trên địa bàn thành phố Đồng Hới, nơi sẽ tổ chức chặng đua cá nhân tính giờ. Đến thời điểm hiện nay thì công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Và với sự chuẩn bị chú đáo như vậy thì tôi tin rằng việc đón tiễn đoàn đua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là tổ chức chặng đua cá nhân tại thành phố Đồng Hới sẽ thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các vận động viên, các câu lạc bộ trong và ngoài nước và đặc biệt là khán giả trên địa bàn tỉnh ta. Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn và xin chúc cho giải được tổ chức thành công tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn giao thông cho giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018 tại thành phố Đồng Hới, ban tổ chức địa phương giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018 thông báo: 1. Cấm các loại phương tiện tham gia giao thông lưu thông trên các tuyến đường từ trước cửa khách sạn Cosco, đường Quách Xuân Kỳ, đường Nguyễn Du, đường Trương Pháp đến trước cửa khách sạn Việt Lào. 2. Thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2018. 3. Phương án phân luồng giao thông trong thời gian cấm đường, các phương tiện tham gia giao thông đi và đến xã Bảo Ninh đi theo đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Lệ 2, quốc lộ 1 và ngược lại. Chuyển sang những thông tin đáng quan tâm khác, thưa quý vị và các bạn, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, đặc biệt là trung tâm thành phố Đồng Hới và các nơi diễn ra lễ hội. Vì thế, lực lượng công an tại các địa phương trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động và công an các địa phương trong toàn tỉnh đã tập trung lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1 và khu vực diễn ra các hoạt động vui chơi, lễ hội truyền thống. Tham gia điều tiết giao thông tại nơi có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao nhằm tránh ùn tắc giao thông, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận lợi thông suốt trong dịp nghỉ lễ. Riêng trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, tại các địa phương vẫn xảy ra tai nạn giao thông, nhất là vụ tai nạn giao thông đoạn qua cầu Quản Hầu, huyện Quảng Ninh, làm một người bị thương, hai xe ô tô bị hư hỏng nặng. Giao thông trên tuyến quốc lộ 1 bị ùn tắc cục bộ. Cùng với đó, tình hình vi phạm pháp luật về an toàn giao thông vẫn còn xảy ra. Trong 3 ngày, từ ngày 1 tháng 9 đến 15 giờ ngày 3 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản 273 trường hợp vi phạm luật giao thông, dự kiến phạt tiền gần 250 triệu đồng, với các lỗi chủ yếu là chạy quá tốc độ quy định,
không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép, vân vân. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2018-2019, số lượng học sinh vào lớp 1 tăng nhiều so với năm học 2017-2018. Tình trạng này tập trung phần lớn ở các trường học trên địa bàn thành phố Đồng Hới, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự vừa thực hiện. Theo ghi nhận của phóng viên, học sinh vào lớp 1 tăng đột biến không chỉ ở các trường nằm khu vực trung tâm mà còn diễn ra ở các trường ven thành phố. Năm nay, công tác tuyển sinh đầu cấp đã được thành phố Đồng Hới triển khai theo kế hoạch. Học sinh có hộ khẩu ở xã phường nào thì tuyển sinh vào trường học trên địa bàn xã phường đó. Căn cứ vào điều kiện của mỗi trường để xem xét có thể tuyển sinh học sinh ngoài tuyến hay không, tránh tình trạng tuyển sinh trái tuyến dẫn đến việc thiếu phòng học, thiếu giáo viên. Trong cái công tác tuyển sinh đầu cấp của thành phố Đồng Hới, đó là học sinh có cái sự tăng đột biến ở khối tiểu học. Gần 1.000 học sinh tiểu học là được tăng lên và vì vậy là tăng hơn 20 lớp. Nhưng mà hiện nay á, cái khó của giáo dục đào tạo thành phố Đồng Hới là việc học sinh tăng nhưng mà biên chế thì không tăng ngay từ đầu năm học, cho nên không thể bố trí đủ số lượng giáo viên để theo quy định, mà phải cái giải pháp mà của ngành giáo dục đang thực hiện để chỉ đạo các trường học, đó là tăng số học lượng học sinh trên lớp để giảm số lớp, cho nên dẫn đến cái tình trạng quá tải ở một số trường, tức là số lượng học sinh là trên 40 em trên lớp, theo quy định của điều lệ trường học á là chỉ có 35 học sinh trên lớp là tối đa. Năm học này, số lượng học sinh vào lớp 1 tại các trường công lập trên địa bàn thành phố Đồng Hới là trên 3.000 học sinh, tăng so với năm học 2017-2018 là 920 em. Một trong những trường có số lượng học sinh tăng đột biến trong năm học này đó là trường tiểu học số 2 Bắc Lý. Nếu năm học 2017-2018, nhà trường đón 194 học sinh vào lớp 1, phân bổ vào 4 lớp học, thì năm nay có gần 230 em học sinh lớp 1 được sắp xếp vào 6 lớp học. Do thiếu phòng học và đang còn thiếu định biên giáo viên đứng lớp, nên nhà trường phải ghép lớp và sử dụng một phòng học chức năng để đảm bảo việc học cho học sinh. Trường tiểu học số 2 Bắc Lý ở trên một cái địa bàn là rộng và dân số trẻ, rồi có khu công nghiệp và cái tỷ lệ dân di cư cũng đông. Vì vậy cho nên là cái số học sinh lớp 1 là tăng. Nhà trường cũng có nhiều cái phương án. Một là sử dụng cái phòng chức năng, đó là cái phòng mỹ thuật để cho học sinh được học tập. Thứ hai là trước mắt là giáo viên chưa về thì chúng tôi có thể ghép lớp. 6 lớp 1 thì chúng tôi có thể ghép thành 5 lớp 1, sĩ số có thể đông lên một tí, 44 đến 45 em. Nếu mà cái chất lượng, nếu mà duy trì cái sĩ số như vậy mà cái chất lượng tốt thì nhà trường còn tiếp tục duy trì, và nếu không thì khi có số lượng định biên giáo viên giáo về thì chúng tôi sẽ chia lớp. Trường tiểu học Đồng Phú hiện có 381 học sinh đăng ký vào lớp 1. Đây là năm có số lượng học sinh đầu cấp tăng cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động của nhà trường về cơ sở vật chất cũng như bám sát kế hoạch của sở và phòng giáo dục và đào tạo, nên việc tuyển sinh đầu cấp đã được nhà trường thực hiện khá tốt. Hiện nay, 8 lớp 1 đã ổn định về sĩ số và biên chế đủ giáo viên đứng lớp. Năm học này không những trường tiểu học Đồng Phú mà tất cả các trường trong thành phố đều là áp lực về cái công tác tuyển sinh, là do là số lượng học sinh là tăng hơn rất là nhiều so với là những năm học trước. Thì mặc dù là học sinh đông như vậy nhưng là được sự chỉ đạo sát sao kịp thời của Ủy ban nhân thành phố Đồng Hới cũng như là phòng giáo dục đào tạo Đồng Hới, cho nên là chọn những cái phòng học rộng nhất để cho các em học sinh lớp 1 vào học. Và trường tiểu học Đồng Phú là có một dãy nhà cũng rất là rộng, cho nên các em có thể là ngồi học thoải mái và có đầy đủ bàn ghế đúng quy cách, đúng tiêu chuẩn, là đảm bảo là mùa hè cũng mát vì là có và đảm bảo đủ ánh sáng, và các trang thiết bị trong phòng học được giáo viên là bố trí một cách khoa học hợp lý, cho nên không ảnh hưởng gì đến không gian lớp học của các em. Trước kỳ tuyển sinh đầu cấp, chính quyền địa phương cũng như các trường đã có giải pháp nhằm hạn chế tình trạng quá tải, học trái tuyến ở các trường điểm. Phòng giáo dục và đào tạo cũng đã hoàn thành việc ra soát, cân đổi cơ cấu số lượng cán bộ tại các trường và đã tiến hành điều chuyển nội bộ 25 giáo viên để đảm bảo công tác giảng dạy cho năm học này. Để kịp thời tổ chức các cái hoạt động dạy học đảm bảo chất lượng mà không ảnh hưởng đến cái việc tổ chức các hoạt động đầu năm, thì phòng đã phối hợp với phòng nội vụ để tham mưu cho Ủy ban thành phố giao biên chế ngay từ đầu năm học 2018-19 cho các trường công lập. Thì tại cái quyết định số 3870 của Ủy ban nhân dân thành phố
Thì bên cạnh đó là phòng đã hoàn thành cái công tác ra soát cơ cấu đội ngũ để tham mưu cho Ủy ban thành phố điều chuyển nội bộ để đảm bảo chất lượng đội ngũ giáo viên và cơ cấu đội ngũ giáo viên trong cho các trường trong năm học 2018-2019. Nhưng cũng đồng thời là chỉ đạo các cái trường tiểu học mà có số lượng học sinh trên lớp đông phải lựa chọn những cái phòng học rộng rãi, thoáng mát, bố trí đủ bàn ghế và cử giáo viên có năng lực chủ nhiệm tốt, có phương pháp dạy học tốt để mà thực hiện giảng dạy chủ nhiệm ở các cái lớp đầu cấp và có đông học sinh này. Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp tạm thời, không thể cử năm nào học sinh quá tải lại phải dồn lớp, điều chuyển giáo viên. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh và giảm sút nhiệt huyết của giáo viên đứng lớp. Nếu tình trạng quá tải sĩ số diễn ra, sẽ là rào cản lớn đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học. Chính vì vậy, ngành giáo dục cũng cần đưa ra những giải pháp có tính lâu dài. Bên cạnh đó, rất cần sự quan tâm đầu tư về cơ sở trường lớp và chất lượng nguồn nhân lực của ngành giáo dục. Vừa qua, tại trường Trung học phổ thông Trần Phú, Ban An toàn giao thông huyện Bố Trạch đã tổ chức ra quân an toàn giao thông và an ninh trật tự năm học 2018-2019. Tại lễ ra quân, đại diện cảnh sát giao thông huyện, các ban công an xã, ban giám hiệu nhà trường và hội phụ huynh học sinh đã ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông trong năm học 2018-2019, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương, giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trường học. Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh thiếu niên đã tham gia diễu hành cổ động qua một số tuyến đường chính của huyện. Thưa quý vị và các bạn, trang bị cho các em học sinh những kỹ năng bơi là việc làm cần thiết hiện nay khi mà tỷ lệ trẻ em đuối nước ngày càng có xu hướng gia tăng. Để giảm thiểu tình trạng này, vừa qua, nhãn hàng OMO đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình xây hồ bơi và dạy bơi cho học sinh mang tên Hành trình hồ bơi chống đuối nước tại một số tỉnh thành trong cả nước, trong đó có Quảng Bình. Tháng 9, mùa tiểu trường, trẻ em trên khắp cả nước rộn ràng bước vào năm học mới. Đặc biệt, trong năm học này, tại nhiều ngôi trường tiểu học ở các vùng nông thôn, môn học về kỹ năng bơi lội an toàn chống đuối nước đã được đưa vào chương trình ngoại khóa của trường. Bộ Giáo dục Đào tạo với công ty Olympic Việt Nam đã ký một cái biên bản hợp tác về cái phòng chống đuối nước và dạy bơi cho học sinh tiểu học. Tôi hy vọng đây cũng chính là một cái phối hợp hết sức có hiệu quả và rất có ý nghĩa trong cái việc mà nâng cao chất lượng dục toàn diện. Trên thực tế, các lớp học bơi đều bắt đầu từ đầu kỳ nghỉ hè. Mỗi hồ bơi được hình thành đã mang lại niềm hân hoan phấn khích của thầy trò và người dân địa phương. Con học bơi được 6 tuần, con bơi được nửa hồ, còn 2 tuần với 4 bữa nữa là con bơi được hết. Con biết bơi những kiểu bơi sải, bơi nửa, bơi ếch, bơi bơi giúp con giảm được 1 ký. Được học bơi, trẻ em như được tiếp thêm sự tự tin và niềm cảm hứng khám phá thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống. Mà tự tin bởi vì con đã biết bơi. Chúng tôi rất là phấn khởi vì đã mang được những kiến thức học được truyền thụ cho tất cả các em học sinh. Thứ hai là nhà trường đã có được hỗ trợ bể bơi, thì tất nhiên song song bên cạnh đó là chúng ta sẽ xóa mù được những em không biết bơi. Thì trong quá trình dạy bơi học trò thì mình cảm thấy học trò rất là ham thích. Sau một mùa hè học bơi thì thấy các em đã tích cực hơn, học tập thoải mái và tinh thần của các em rất là vui vẻ, phấn khởi. Không chỉ góp phần vào chủ trương giáo dục toàn diện trong nhà trường, các lớp học bơi cho trẻ em còn mang một ý nghĩa lớn lao hơn, đó là trao cho trẻ một kỹ năng sống cần thiết, nâng cao thể chất và tinh thần để trẻ tự tin phát triển bản thân. Cháu sẽ tập bơi giỏi để sau này đi biển giống như bác của cháu ạ. Sau khi biển bơi, cháu sẽ dạy bơi cho em gái và xuống biển sẽ ngắm cả. Năm học mới đã bắt đầu, những điều tốt đẹp nhất luôn được dành tặng cho trẻ em. Hành trình hồ bơi chống đuối nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng nhãn hàng OMO triển khai thực hiện, dự kiến phổ cập bơi an toàn cho 5.000 học sinh tiểu học trong năm 2018, hướng đến mục tiêu vì một triệu trẻ em Việt Nam tự tin lấm bẩn và vui chơi an toàn. Đó cũng là thông điệp nhân văn mà nhãn hàng OMO gửi gắm thông qua hành trình hồ bơi chống đuối nước, một dự án có ý nghĩa thiết thực đối với gia đình, cộng đồng, xã hội. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Các khu rừng luôn đặt trong tình trạng nguy hiểm. Để hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng xảy ra,
mọi người cần nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Khi vào rừng hoặc ở khu vực gần rừng, không đốt lửa, vứt tàn than, tàn thuốc lá bừa bãi trong rừng. Còn tại các khu vực rừng có am thờ nghĩa địa, người dân đốt vàng mã cúng bái thì phải canh giữ đến khi nào dập hết tàn than mới được ra về. Ngoài ra, nghiêm cấm việc đốt than ra phế liệu trong rừng. Khi phát hiện cháy rừng, phải báo cáo ngay cho chủ rừng, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan kiểm lâm nơi gần nhất để kịp thời chữa cháy hoặc liên lạc về văn phòng ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh theo các số điện thoại 0232 383 9488, 0912 037 673, 0913 203 199. Phòng cháy chữa cháy rừng là trách nhiệm của toàn dân. Đề nghị mọi người chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng